Tôi nghĩ là nếu mà bạn cần phải đi đâu đấy sớm vào buổi sáng sớm thì các bạn cũng có thể order bữa sáng ở khách sạn và người ta sẽ làm takeaway cho các bạn mang đi. Đây để mình quay cho mọi người trong xe. Thực sự rất là thoải mái, sạch sẽ, có điều hòa nữa. Xe thì xe bọn mình ở đây thì chắc tầm khoảng 10 người. Và bây giờ thì bọn mình đang trên đường đi đến sa mạc. Điểm cuối cùng của cái hành trình này là Fez. Thế nhưng mà mình sẽ không đi đến Fez mà mình sẽ dừng ở Mezuga. Mọi người thường hay ở Fez vào những ngày sau đấy. Nhưng mà mình thì ngày mai mình có lịch trình khác cho nên là mình sẽ dừng ở Mezuga và sau đấy mình sẽ đi từ Mezuga về Marrakech luôn chứ không đến Fez. Thì trên đường đi đến cái địa điểm cuối cùng ấy, thì bọn mình sẽ dừng qua các cái địa điểm tham quan rồi trải nghiệm khác nhau nữa chứ không phải là mỗi đi đến sa mạc. Một cái list như thế này rất là nhiều địa điểm luôn ấy. Và trong cái gói này thì người ta bọn mình sẽ ở khách sạn này xong rồi ở lều ở ngoài sa mạc thì tất cả mọi thứ thì được tổ chức bởi cái tour guide này. Bây giờ thì mình phải chờ mất một tí thôi bởi vì hôm qua về muộn và sáng hôm nay 7 rưỡi đã phải có mặt cho bây giờ mình không có buồn ngủ lắm. Nhưng mà mình muốn chờ mất một tí để mình lấy sức để cho 3 ngày ở sa mạc này thật là nhiều năng lượng và làm được nhiều thứ. Thế nhá, bye mọi người. Then we finished the first, yes. Okay, and so guys, the first stop is after 1 hour 20 minutes from here. We will stop if someone you need to use the bathroom or drink coffee, and then they will explain to you about the plan for today. Okay, so guys, there is a Wi-Fi in the car, so the name of the Wi-Fi it's Marrakesh and password it's Marrakesh 2022, Marrakesh with the first capital A. Okay, please guys, don't forget your seat belt. There is many controls, police on the way, and then you can check every time your seat belt. Don't forget it. Yeah, thank you. Bây giờ thì mọi người đang dừng để mà đổ xăng. Mọi người ơi, bây giờ thì bọn mình đang dừng chân ở một cái nhà hàng để mọi người đi vệ sinh này, xong rồi mua các đồ ăn. Cách đường đi đến sa mạc thì khá là xa nên bọn mình có vài điểm dừng chân trên đường. Ở đây thì nhìn ra núi Atlas. Một cái cốc nước cam này thì có giá là 20 dirham, là tầm khoảng 2 ơ gì đấy. Thank you. Sorry. Mọi người có biết lý do vì sao mà mình uống nhiều nước hoa quả ở đây như thế này không? Một phần là hoa quả ở Maroc, ở Marrakech, ở Maroc nói chung thì rất là ngon, cực kỳ tươi mà kiểu rất là ngon. Và phần thứ hai nữa là để mà mình đổi để lấy tiền lẻ. Bởi vì cái lúc mà rút ở ngân hàng ấy thì chỉ toàn là từ 100-200 thôi. Còn kiểu cái lúc mà mình đi mua hàng ấy mà kiểu đôi lúc không có tiền lẻ thì rất là khó và không có ai để mà đổi hết ấy. Ừ. Cái này siêu ngon luôn ấy. Ở đây thì kiểu mèo có khắp mọi nơi ấy. Ở đây còn một con nữa này. Mamma mia, burallo. Hai burallo.
ở đây thực sự rất là đẹp ý. Bán đồ đây. Bây giờ thì bọn mình đang dừng ở đây để ngắm cảnh núi Atlas ở dưới này. Hôm nay thì bọn mình lại có một cái tour để đi xem cách tinh chế dầu argan. Nhưng mà cái tour tinh chế dầu argan này thì không bằng cái tour ngày hôm qua bọn mình đi. Thì ngày hôm qua thì kiểu bọn mình có các bác kiểu hát này, xong rồi biểu diễn các thứ. Nhưng mà tour này thì chỉ có giới thiệu thôi chứ không có màn trình diễn gì. Nhưng mà cái này thì có được ăn thử bánh mì với cả là cái bơ argan. Ở đây cũng có các bác ngồi làm dầu argan như thế này, tại chỗ như thế này luôn. Nhưng mà các bác này thì sẽ không hát. Đấy là cái điểm khác biệt so với cái tour ngày hôm qua là bọn mình đi thì các bác hát, xong rồi là các bác biểu diễn hay lắm. Cái anh ở đằng sau mình thì là có người yêu là vận động viên Olympic. Kiểu siêu cool luôn. Boats on the east coast, north east coast. Looks amazing. Yeah. I think we fly out of Olbia. Is that his name? Sorry. Olbia. Ah, Olbia. 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 Buổi chiều phải gọi là thực sự rất là nóng và nắng luôn ý. Cho nên là trước khi đi tham quan thì ăn xong bọn mình ai cũng phải dặm lại kem chống nắng từ mặt đến chân luôn. Trên đường đi đến sa mạc Sahara, băng qua dãy núi Atlas, thì bọn mình cũng đã có dịp tham quan Amben Hadou, là một thành phố cổ nhỏ, xinh đẹp ở phía tây nam Maroc và được đánh giá là một ví dụ tuyệt vời về kiến trúc đất sét của đất nước Maroc, và cũng là một di sản thế giới được UNESCO công nhận từ những năm 1987. Thị trấn Amben Hadou là một trong những di sản quyến rũ nhất nằm ở phía nam của Maroc và ở rìa sa mạc. Những ngôi nhà thì được xây bằng gạch nung. Amben Hadou là cơ sa nổi tiếng nhất của Maroc. Cơ sa là một khu định cư kiên cố, có nguồn gốc từ người Berber, với nhiều kasba ở bên trong nó. Và đây được mệnh danh là một trong những di tích đáng chú ý và hấp dẫn của đất nước. Đây cũng là địa điểm quay cho rất là nhiều bộ phim nổi tiếng, như là Trò Chơi Vương Quyền, Võ Sĩ Giác Đấu hay là Hoàng Tử Ba Tư. Don't fall.
Đoạn này là bọn mình đang nhờ bạn hướng dẫn viên làm mẫu để quay cảnh người với cả là thiên nhiên, bởi vì thiên nhiên ở đây thực sự rất 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 là đẹp. Mọi người, bây giờ thì bọn mình vừa mới đến khách sạn, và bây giờ thì tất cả mọi người sẽ check in khách sạn và sẽ đi ăn tối. Tối nay thì bọn mình sẽ ở đây cái khách sạn này, là cái tour này book cho bọn mình luôn. Xem phòng thế nào nhá. Oh my god. Phòng nhìn là hơi sợ. Phòng nhìn hơi sợ một tí, nhưng mà chắc là phòng khách mới. Bây giờ nhớ nó như thế này, nhưng mà thật sự mình cảm thấy khá là sợ. Có điều hòa này. Xem nào, cái bên này. Được nha. Có cái nhìn ra bể bơi này. Bể bơi khá là to đấy. Mở ra như nào đây. Có hai cái giường nhỏ. Mình có thể ghép lại thành một cái. Được rồi nhỉ. Voilà. Đây. Perfect. Cuối cùng thì mình cũng đã mở được cái cửa này rồi. Đây rồi, view của mình ở đây. Buổi tối thật sự rất là dễ chịu ý. Cập nhật với mọi người một tí về chương trình tối nay. Đấy là thì cũng đã 18:15 rồi, và bọn mình sẽ đi ăn tối ở dưới khách sạn này luôn. Vào 9:00 thì bắt đầu ăn tối, và sau đấy thì mọi người có thể đi bơi hoặc là làm những gì mà mọi người muốn. Nhưng mà có vẻ là ai cũng rất là mệt rồi, bởi vì cả ngày hôm nay thì bọn mình hầu hết là ngồi trên xe và có đi tham quan. Và thời tiết rất 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 là nắng luôn. Và cái buổi tham quan ngày hôm nay thì chủ yếu là ở ngoài trời, cho nên là bọn mình bảo là ôi rồi, tối nay sẽ chắc chắn là sẽ có một giấc ngủ thật ngon, để ngày mai sẽ đi ra sa mạc Sahara, rồi cưỡi lạc đà, và có nhiều hoạt động vào ngày mai và ngày mốt nữa. Ngày hôm nay thì là ngày đầu tiên, và lúc ngồi ăn trưa thì bọn mình cũng có cơ hội làm quen, nói chuyện với nhau. Thì các bạn đến từ rất là nhiều nước trên thế giới, ví dụ như kiểu là New Zealand này, Úc cũng qua đây, xong rồi Mỹ, Ý. Đấy, cái đoàn này của mình thì là mình chọn cái đoàn tiếng Anh, và người ta cũng có các cái lựa chọn cho đoàn bằng tiếng Pháp nữa. Và đoàn của mình thì là đoàn bằng tiếng Anh. Ai cũng thân thiện và cười mới. Bọn mình tìm hiểu với nhau này, nói chuyện, xong chia sẻ
về các cái kinh nghiệm đi du lịch, đi phượt một mình. Có người lớn nhất ở trong đoàn của mình ý, thì là 38 tuổi, còn bạn nhỏ nhất thì là mới 20 tuổi, và sau đấy 20 tuổi, 21 tuổi, 22 tuổi cũng có luôn. Các bạn kiểu siêu đỉnh ý. Các bạn toàn kể về đi du lịch một mình như thế nào. Xong rồi bọn mình mới hỏi nhau là đã bao giờ bị cướp giật hay là gặp cái chuyện gì ở Marrakech chưa, thì bọn mình đều bảo là không, chẳng có gì xảy ra cả. Mặc dù là trước lúc đi thì mọi người cảnh báo là phải cẩn thận này, thì bọn mình mới rút ra là có thể là do bọn mình cẩn thận và có sự chuẩn bị trước lúc đi, cho nên là không có gặp cái gì đấy quá là nguy hiểm trong cái chuyến đi này. Trộm vía, mình vẫn còn 6 ngày nữa, thế nhưng mà hiện tại đến ngày thứ 2 thì là hài lòng. Gặp mọi người một tí nữa vào giờ ăn tối. Bye bye. Bọn mình bắt đầu bữa ăn tối với món salad Maroc, và sau đấy là món chính. Bọn mình có món tagine, là món đặc trưng đặc sản của Maroc. Wow, this is tagine. Yeah. Oh. You know, this is big tagine. One, two. Cool, but I don't know, it's for 50 euros on it. Was it 50 euros? 50 euros? I thought it was more. 50 it was like 500 or 600. Yeah, so 50 euros. Is it? Yeah, okay. Oh. But yeah, I think it is cool, like in Dunes. Yeah. Pretty cool. Yeah, so I'm a bit. Ăn xong thì bọn mình ra hồ bơi ngồi hóng mát và nói chuyện. Sau đấy thì cũng đi ngủ luôn bởi vì ai nấy cũng đã đều thấm mệt rồi. Good morning. Buổi sáng ở đây thật sự rất là bình yên ý. Mình còn nghe được cả tiếng chim nữa. Để bơi. Hello mọi người, bây giờ là ngày thứ 2 của cái tour này. Và bây giờ thì mình sẽ đi xuống ăn sáng. Và sau đấy thì tầm 9 giờ thì mọi người sẽ bắt đầu di chuyển. Ở giữa cái chỗ xa xôi này mà có được cái khách sạn như thế này thì mình thấy khá là hợp lý. Đây, buổi sáng rất là yên bình luôn. Mình cũng phải soạn vali để mà di chuyển luôn. Bye bye. Mọi người, đây là cốc nước cam, chắc là phải cốc nước cam thứ tư thứ năm gì đấy trong 2 ngày này. Nước cam, nước hoa quả thực sự rất là ngon. Đây, buổi ngày nên chỗ này khá là xinh. Ở trong cũng rộng nữa. Hi, good morning. Yes. Để tiếp tục cho hành trình đi đến sa mạc Sahara, thì người lái xe đã nêu rõ lịch trình của ngày thứ hai cho bọn mình. Đầu tiên thì bọn mình sẽ dừng để ăn trưa. Và ở chỗ ăn trưa thì cũng có bể bơi dành cho những ai muốn bơi. Và sau đó thì bọn mình sẽ tiếp tục đi qua vô số ngôi làng bơi bờ khác và dừng lại ở một shop bán quần áo, trang phục truyền thống của bơi bờ, để xem là nếu mà bọn mình sinh ra ở sa mạc thì sẽ mặc như thế nào. Và sau đấy sẽ đi đến thẳng đến chỗ cưỡi lạc đà luôn. Thank you. Nice to have you in Morocco, guys. Thank you. Welcome. Your first time here in Morocco? Yeah. Yes. Hope it's not last time. Inshallah. Inshallah means God willing.
some water with you, your phones, your sunglasses, and let's go. We start from here by walking for half hour, 40 minutes in the garden. Okay. Waha waha. Waha. Waha means okay. Okay. Waha waha. Waha waha. No waka waka. Yeah, la music. So well, behind you, you have an idea of these trees, fruit? Peach. Peach. Yeah. Yes. Peach. They come very small like this, very yellow and very sweet. Yeah. Yalla. This way, please. It we have 4 or 5 different dates here. Yeah. And Shakira. Yalla. Berber people, they are funny. It's okay, funny with you. Yeah? Yes. Good. Yalla. Yalla, yalla. And this one here, it's apricot. Africa. You can take a picture, guys, no problem. Couscous! Had a happy picture. Bye, couscous, guys. Couscous. Couscous. Africa. Africa. Villa Chao, Villa Chao, Villa Chao. Here they prefer black olives because with black olive they make olive oil with bamboo. And the trees here is very old, more than 100 years old. Try, please. Penso. Wait. Sì, anche io penso. Quindici. Ashrim. Oh. Ashrim. How much? 15. 15. 20. 20. 20. 18. 18. 5-0? 1-5. 1-5. 15. 20. 20. Right. Is 15. No, la tengo, cazzo, la tengo. Can I take a video? Yeah. Ở trong các cái chỗ đi tham quan này thì nếu mà mọi người muốn mua nước hay là kem hay là đồ ăn thì cũng đều có các cái gian hàng nhỏ như thế này. You want buy water? Yeah. Thực sự rất là nóng, chứ không thể nào mà không thiếu nước được. Thank you.
Trưa nay thì kiểu bọn mình ăn giống như kiểu là buffet. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi đến một cái cửa hàng này để mà mua cái khăn đội lên đầu ấy. Bởi vì chiều nay thì bọn mình sẽ đi ra sa mạc và rất là nóng, còn có bụi cát nữa, thì cái khăn đấy sẽ giúp bảo vệ cái đầu của mình. Đấy, mọi người đang chọn sau này mình cũng sẽ chọn một cái để xem là có những cái màu gì nữa. Đây, mọi người đang thử khăn đây. Looks so good. Was it? Yeah, not bad. Oh, that's cool. Oh, yeah. You look like Arabic now. Yeah. Đêm nay ở sa mạc thì bọn mình chỉ được cầm mỗi người một cái túi sách nhỏ để mang những vật dụng và đồ quần áo cần thiết nhất thôi. Còn vali thì sẽ để ở trên xe ô tô, bởi vì là không thể nào mà kéo vali ở trên cát như thế này được. Mình không nhớ làm thế nào để có thể che mặt giống như người ta đã làm cho mình, nhưng mà cũng không quan trọng lắm. Nếu mà mọi người lỡ tháo ra rồi phải luôn luôn có nước mọi người ạ, nếu không thì rất là nóng. Đây quá nóng. Go.
hoàn thành xong phần cưỡi lạc đà. Thực sự không dễ một tí nào cả. Good job. Nhanh. Nếu mọi người không căn đúng thời gian thì cũng có thể bỏ lỡ cái khoảnh khắc đấy. Như cậu bạn Ethan này thì cậu ấy có cái ý tưởng là muốn chạy qua cái lúc mà mặt trời lặn thì cậu ấy phải chạy qua các cái ngọn đồi cát khác nhau. Và nhìn như thế thôi chứ những cái ngọn đồi cát này rất là xa nhau và chạy ở trên cát thì không hề dễ một tí nào cả. Nếu chạy không nhanh thì có khi đến lúc mà qua đến ngọn đồi bên kia thì mặt trời đã lặn mất rồi. Amazing. Về trại. Wow, thực sự rất là đẹp luôn ý. Đây là cái chỗ lều của bọn mình. Nó có chia ra làm hai loại gì đấy. Một loại là standard, là kiểu tiêu chuẩn bình thường, thì là sẽ có một lều và nhà tắm chung. Còn kiểu deluxe thì sẽ có phòng tắm riêng. Mình đã xem rất là nhiều hình ảnh và video vlog ở trên YouTube, trên mạng. Nhưng mà ngoài đời đúng thật là rất 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 là đẹp luôn ý. Rất là xúc động. Không thể nào nghĩ là nó đẹp như thế này. Còn có cả xích đu nữa chứ. Wow. Tối nay thực sự rất 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 là tuyệt vời. Without sugar, please. Can I grab a beer as well? Yeah, that's good. Yeah, is that okay? Okay, it's okay. You can drink, you can. Thank you. Take on sugar? No sugar. Do I just grab it from the fridge and tell you? How does it work? Yeah. Yeah? Thank you. Here, because I have to take the key for all my sugar. No sugar. No sugar. Đây là chỗ deluxe. Mình tưởng là bọn mình sẽ ở chỗ
vừa nãy. Thế nhưng mà cho Deluxe thì bọn mình sẽ ở một cái khu khác. Chỗ này thì bọn mình sẽ có phòng tắm riêng, lều riêng. Bây giờ đang đợi để mọi người xếp phòng. Trước cửa phòng có mỗi phòng còn có ghế ngồi như thế này nữa. Không khác gì phòng khách sạn. Mọi người đang đi xếp phòng ở đây. Bác này đã xếp phòng đây. Đây là cái lều của mình. Bồn như thế này, xong rồi có gương, có tủ như thế này. Nói chung là khá là hài lòng. Cái nệm này để xem. Đấy là một phòng room tour, cái lều của mình. Và bây giờ thì mình sẽ đi tắm, đi thay đồ. Mặt mũi đúng kiểu rất là bóng loáng luôn ý. Ở ngoài trời quá là nóng luôn. Đấy, và bọn mình sẽ đi ăn tối vào lúc 9:15. Đúng 9:15 thì bọn mình sẽ phải quay lại cái khu lều chung lúc nãy. Và sau đấy sẽ ngắm sao. Sẽ có các cái tiết mục gì đấy ở đằng sau, mình cũng không nhớ rõ nữa. Ngày mai thì sẽ đi ngắm bình minh. Mình thực sự không thể nào mà đợi được. Hôm nay hoàng hôn quá là tuyệt vời. Thì ngày mai bình minh chắc chắn sẽ... thế nhá. Hẹn gặp mọi người một tí nữa ở bữa tối. Bye bye. Based me. Yep. So like lots of Middle Eastern street food. Oh, beautiful. Mm. Yeah. Like full of flavor. We make fresh hummus and. Mới ăn xong và bây giờ thì sẽ vào để chuẩn bị xem múa lửa và ca nhạc. Mình phải lấy một bát hoa quả ra để ngồi ăn. Hoa quả này thực sự rất là ngon luôn ý. Yeah. Oh yeah. Thank you so much. Thank you. Come on in, yeah. Girlfriend. Okay. Wherever you like, wherever you feel comfortable. Yeah. Thank you. Ooh. Oh yeah. Oh, yeah. I love fruits in Morocco. Very good. Oh my god. I agree. I think like during first 2 days, I drink 5 cups of juice or something like that. So good. Oh my god. So good. Everything is so good. Yeah. Especially in the heat. Yes. Yeah. Really good. Thank you.
bây giờ thì bọn mình vừa mới ăn xong và bây giờ thì đang ngồi để thưởng thức ca nhạc này, xong rồi một tí nữa sẽ có múa lửa. Phải gọi là quá là thoải mái luôn. Trời thì cũng mát này, xong rồi còn có gió. Ở trên trời thì cũng rất là nhiều sao nữa. Mặc dù mình không thể nào mà quay được vào ở trong cái máy quay này, mình không hiểu vì sao, chắc là nó hơi yếu đấy. Nhưng mà trời thực sự rất là đẹp luôn, và một cái nhà cũng rất là hay nữa. Quá là thoải mái sau một ngày dài ngồi trên xe di chuyển, và sau đấy cưỡi lạc đà cũng khá là nóng nữa. Cho nên là một cái buổi tối như thế này thì thực sự rất là tuyệt vời. You want a picture by this way? Okay. Let me take a picture. Một cái mà mình thấy nếu mà đi du lịch solo không có bạn bè, một cái mà mình thiếu đấy chính là có người chụp ảnh đẹp. Thực sự rất là khó để mà kiếm được ai mà chụp ảnh đẹp mà vừa ý mình ý. Ngoài ra thì tất nhiên là có bạn bè thì cũng có những cái trải nghiệm khác này, có thể là vui hơn, hoặc là có thể là có những cái trải nghiệm mà mình có thể làm được với nhiều người. Nhưng mà có một cái chuyến đi solo như thế này thì mình cũng có thời gian cho bản thân mình hơn, xong rồi cũng tìm hiểu bản thân mình. Và đây là cái chuyến đi solo đầu tiên của mình. Mình nghĩ là bản thân mình muốn nếu mà có một cái chuyến đi solo thì cái nơi đấy phải là cái nơi adventurous, một tí mạo hiểm, khám phá, tìm hiểu. Những thứ đấy là thứ mà mình nghĩ là sẽ phù hợp với mình nếu mà mình đi một chuyến đi solo. Thế là bây giờ mình đã sẵn sàng để đi ăn sáng, và sau đấy là sẽ đi cái xe trượt cát đấy. Cái xe trượt cát giống như ngày đầu tiên mình đi. Bây giờ thì mới có gần 5 rưỡi sáng thôi. Ui, bây giờ 5 giờ sáng rồi, trời vẫn còn nhiều sao. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi theo cái bạn này để đi ra chỗ xe địa hình trượt cát. Đây là cái lều lúc nãy của mình, lúc đầu của mình. Nhìn có chiếu không chứ, trời ơi. Hi. Yeah. How'd you sleep? Pretty good. I went to sleep at 1 a.m. Yeah. And how about you? I went to sleep at like 3. 3? Yeah, so I slept in. Oh my god. Yeah. Because you were shooting the stars. Yeah, star photographs. And oh. It was going while I was asleep and just grabbed it before. Oh la la, wow. Đoàn xe đã nổ máy và đợi bọn mình xuống đây rồi mọi người. Bình minh bắt đầu lên rồi. Đây là chỗ cái lều mà tối hôm qua bọn mình ở đây. Đấy, đi qua một cái dãy cát thì sẽ đến chỗ đỗ xe địa hình. Leo lên mấy cái cát này đúng thật là khá là khó. Phải đi xuống đây rồi. Không thể đợi được ý. Quá là thích luôn ý.
xe mình có vấn đề, không thể nổ máy được lên. Nhưng mà cũng chỉ mất một hồi sau thì mọi người cũng sửa được xe cho mình và bọn mình lại tiếp tục lên đường. Bây giờ thì bọn mình sẽ dừng ở điểm này để mà ngắm bình minh. Mặt trời bắt đầu lên ở đằng kia rồi. Đây này, cho. Đấy. Sáng quá. Đấy, cái điểm hồng 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 đấy là điểm mặt trời mọc. Còn bọn mình đỗ xe ở chỗ này. Mình sẽ đi lên đây để xem là xem có ghi được cái khoảnh khắc nào của mặt trời mọc hay không. Leo lên mấy cái cát này đúng thật là không hề dễ một tí nào ấy. Khó quá. Wow. So nice. Yeah. Thank you. Boys. Thank you. Xúc động luôn ý, tiếp tục chuyến đi thôi.
xong rồi mọi người ơi. Sau khi đi ngắm bình minh về thì bọn mình cũng quay về xe để lấy đồ để chuẩn bị di chuyển sang một thành phố mới. Mọi người thì tiếp tục đi về thành phố Fez, còn mình và hai người bạn Mỹ nữa thì bọn mình sẽ quay trở lại Marrakech, bởi vì ngày hôm sau đấy thì bọn mình đã có lịch sẵn rồi, cho nên là không thể tiếp tục đi đến Fez mà quay về Marrakech luôn. Vì thế nên mình đã chào tạm biệt mọi người luôn, những người đã đồng hành cùng mình trong suốt vài ngày vừa qua ở sa mạc. Maybe we stop for lunch. Yeah, nice to meet you too. Oh my god, I love it. Yeah. Yeah, it's so nice. Yeah. A week and 2 days in Morocco, and then we'll see what we're going to do. Yeah. Oh, to nice. Fest to the Blue City. Oh, you want? Oh, yeah. God, I want to go there, but I don't have time. Yeah, it's so nice. Yeah. Hope you can make it. Yeah, yeah. Absolutely. Okay. Yeah. Okay. Well, bye bye. Yep. Yes. Cũng giống như mình thì hai người bạn Mỹ này đều không biết là cái hành trình từ Marrakech đến thành phố Fez, cái tour mà bọn mình book, thì cái điểm cuối cùng là Fez chứ không phải là người ta sẽ đưa bọn mình quay trở lại Marrakech luôn. Nhưng may thay là người ta vẫn sắp xếp cho bọn mình được một chuyến xe để đi từ Mojoga, sa mạc Sahara, về lại thành phố Marrakech đúng giờ để kịp cho các cái chuyến tham quan và hành trình của bọn mình ngày mai. Vậy nên một lưu ý cho mọi người trước khi book bất kỳ một cái tour nào, đấy chính là check xem là cái điểm dừng chân cuối cùng là ở đâu, xem người ta có đưa mình quay trở lại địa điểm ban đầu hay không. Trên chuyến xe về lại Marrakech của bọn mình thì có một gia đình người Maroc nữa. Họ sinh sống và làm việc ở Hà Lan, và trong dịp nghỉ hè thì họ đưa con cái trở về quê hương để thăm quê, và đây cũng là lần đầu tiên họ đến thăm vùng sa mạc Sahara và Mojoga này. Thì đã làm vỡ, rơi mất cái này. I just got it. Yeah. Hello, I just got it. But I buy this. Mọi người, bây giờ thì bọn mình sẽ ăn trưa ở nhà của một chủ lái xe. Theo như phong tục người Maroc thì để chào đón bọn mình, người ta đã mời bọn mình uống trà, ăn bánh và ăn các loại hạt. Các loại bánh thì đều được làm ở nhà bởi vợ của bác này. Gia đình bác còn có trang trại hạnh nhân, cho nên hạt hạnh nhân cũng là từ trang trại của bác luôn. Trước khi ăn thì bọn mình cũng được rửa tay theo phong tục người Maroc. Cái bữa ăn này thì không nằm trong cái tour mà bọn mình đã đặt. Chỉ là nhà của bác lái xe nằm ở trên đường bọn mình về Marrakech. Nên thay vì đi ăn nhà hàng thì bác ấy đã mời bọn mình về nhà để thưởng thức bữa cơm gia đình truyền thống cùng với người Maroc. Trưa nay thì bọn mình có món salad Maroc, là một món salad với hành và cà chua. Và món chính của bọn mình là có thịt nướng và tagine. Tagine? Tagine? Yeah. Tagine. This is a fleece meat, right? Meat. Meat. And they make it in this. Mm-hmm. Tagine. Tagine. And they do eggs. Mm-hmm.
And that is, I don't know what name. Apricot. Okay. And it's what sweet. Bread? Yes. And that is original Moroccan salad. Something like that. Very basic, sad. But very nice. Onions and tomatoes. Yes. And traditional homemade bread. Wow. Traditional homemade bread. This made on stones. On stones on the side. On stone. Yeah. Thank you. What is it? I don't even know. Thank you. Ăn xong thì bác mời bọn mình đi xem một vòng nhà. Wow. Yeah, it's a big garden. Look at this. It's upstairs. Uh-huh. I don't know if it's already. Is all of this the garden, or is it like a shared space between families? No, this is their own. This is just their one garden. This is what you eat now, and the fruit that was this, huh? It's good. Yeah. Oh, the study cold now from the ground. It's cold, eh? From this. Uh-huh. Oops. It's like ice. Yeah. Water from the ground. Oh, you can drink. I drink. Yeah. Oh, what is it? This is the water. Ah. Okay. Oh, be careful. That's very dangerous. Oh. Yeah. How deep it is? 20 meters. 20 meters. 22. Oh my God. Yeah. Oh my God. That's, please only look, but stand there. Maybe you can. When you have responsibility. Yeah. Còn đây là khu vực bếp cùng với lò làm bánh truyền thống bằng đá tại nhà. Mặc dù căn nhà này mới được xây lại và trùng tu, thế nhưng người chủ nhà vẫn giữ một phần được xây dựng từ thời xa xưa. Bác chủ nhà còn bảo với bọn mình là cái phần được xây từ thời xa xưa có khi còn chắc chắn hơn là cái phần nhà mới được xây bằng bê tông và kỹ thuật xây dựng hiện đại. Một phần người ta muốn giữ lại cái phần cổ xưa là bởi vì họ muốn có một phần di tích trong chính ngôi nhà hiện đại của mình. Bác gái của gia đình người Maroc đang sinh sống ở Hà Lan cũng chia sẻ với mình rằng ở bên Hà Lan nhà bác đấy cũng có những nét chạm trổ theo phong cách Maroc. Sinh sống và làm việc hàng chục năm ở nước ngoài, nhưng lúc nào bác cũng muốn đem những nét đặc trưng văn hóa truyền thống của quê hương mình vào chính cuộc sống hàng ngày của bác ở nước ngoài, không chỉ trong những bữa ăn hàng ngày mà còn trong không gian sống của bác nữa. Đây là một ngôi trường tư thục ở gần nhà bác lái xe. Bây giờ thì bọn mình lại lên đường để quay về thành phố Marrakech. Ra về ai cũng được dúi cho một nắm hạt hạnh nhân cũng như là bánh để đi ăn ở trên đường.
Cuối cùng thì mình cũng về trở lại thành phố Marrakech. Phải cảm ơn bác lái xe rất nhiều vì sự nhiệt tình và chu đáo của bác, cùng với sự tiếp đón không thể nào mà nồng nhiệt hơn của gia đình bác nữa. Mặc dù trời còn sáng, thế nhưng mà cũng đã 8 giờ tối rồi. Bây giờ đổi Riyadh mới, thì nhân viên lễ tân của Riyadh này đã ra tận chỗ đỗ xe để đón mình vào. Riyadh này thì nằm ở trong khu phố cổ của Marrakech và rất gần với các khu chợ. Đây là sảnh chính của Riyadh này. Bây giờ trời cũng đã gần tối rồi, cho nên là mình sẽ quay một vòng room tour và cả cái Riyadh này vào ngày mai cho mọi người cùng xem nha. Avec sucre ou sans sucre? Oh, d'accord. Trong chuyến đi lần này thì đây là lần thứ hai mình bị chảy máu mũi. Thực sự quá nóng. Mình đã uống bổ sung cực kỳ nhiều nước ấy. Mình uống nước liên tục xong rồi còn uống nước hoa quả, nước cam, nước chanh. Nhưng mà vẫn bị chảy máu mũi. Cũng đã là 9:37, cũng khá là muộn rồi cho nên là mình sẽ đi kiếm cái gì đấy ăn nhẹ ở quanh đây xong rồi đi về, bởi vì sáng mai thì mình sẽ có một bác đến đón để mà đi cái bóng ở bay ở trên không trung, trên trời đấy, đi cái bóng lửa đấy, à khinh khí cầu, đúng rồi, đi cái khinh khí cầu đấy, thì ngày mai mình sẽ có bay cái khinh khí cầu đấy vào 4:40 sáng mọi người ạ. Sau cái hoạt động nào cũng phải bắt đầu từ rất là sáng sớm ấy. Mình rất là muốn tắm rửa thay đồ luôn, thế nhưng mà bây giờ khá là muộn cho nên là mình sẽ tranh thủ đi ăn trước để mà về sớm. Nếu không về muộn thì khá là sợ bởi vì là trời tối. Hẹn gặp mọi người ở nhà hàng một tí nữa nhé. Mọi người ơi, bây giờ thì mình đang ở một cái quán bar có tên là Cabana Rooftop Fruits and Cocktails. Lúc đầu thì mình định đến nhà hàng có tên là, ở trong một cái khách sạn có tên là Enfen, rất là xinh với cả nổi tiếng ở Marrakech luôn. Thế nhưng mà ở đấy thì đóng cửa vào lúc 10 giờ tối, mà 10 giờ tối thì mình mới ra khỏi khách sạn cho nên là kiểu thì không còn người ta không cho vào nữa. Cái anh nhân viên đấy gửi cho mình đến cái quán Cabana này, bảo là cái Cabana này là ba kiểu Baroque ở trên top nữa. Có nhạc các thứ, nhạc thì bây giờ mình chỉ cần có cái gì để ăn với cả là không gian thoải mái, thoáng đãng đấy, chỉ cần thế thôi. Thế nhưng mà bên đây thì còn có quán nhạc rồi là cũng khá là đông. Bây giờ thì mình đang phải đợi tầm khoảng 15 phút nữa thì mới có bàn. Trong lúc đợi bàn thì để mình tranh thủ quay cho mọi người một vòng xem là cái rooftop này nó như thế nào nhá. Không khí ở đây nói chung là cũng khá ổn. Ở nhà hàng này thì có cả các món Âu nữa. Một điểm mà mình thấy Marrakech hơi thiếu, đấy chính là sự lựa chọn cho các nhà hàng châu Á. Sau mấy ngày ăn đồ Maroc liên tục, thì thật sự mình rất là thèm các đồ ăn châu Á luôn. Thế nhưng ở gần chỗ mình thì không có các cái quán châu Á mà mở đến tận muộn như thế này. Cho nên là mình đã ăn salad tôm tạng